tâm lý mê tín dị đoan. Theo như tôi á, bây giờ bà đi coi thầy đi, hay là mà mua đồ về cúng giá trong nhà rồi đi coi thầy gỡ. Thầy cúng online hứa hẹn không nhận tiền. Thầy làm chỉ với tâm niệm là giúp đỡ cho những người khó khăn. Thầy không có lấy lợi lộc hay là cái số tiền của bất kỳ ai hết trơn đó chị. Nạn nhân đã sập bẫy như thế nào? Ủa? Không lẽ mình bị lừa sao ta? Chuyện cảnh giác 16:40 ngày 4 tháng 9 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.